Theo ghi nhận từ một số công ty tư vấn bất động sản trong quý 2 vừa qua, số lượng căn hộ được chào bán tăng lên khá nhiều tại thành phố Hồ Chí Minh. Minh chứng rõ nét nhất là sàn giao dịch bất động sản Hoàng Quân đã bán hết 100% sản phẩm thuộc dự án Cherry 2 nằm ở quận 12 chỉ trong vòng một tháng. Cũng trong tháng này, sàn giao dịch bất động sản Nam Việt Eden Real cũng đã bán hết 100% các dự án như Ngọc Lan, Era Lạc Long Quân. Sở dĩ có được kết quả này không thể thiếu vai trò của các sàn giao dịch bất động sản trong việc làm cầu nối để đưa sản phẩm từ chủ đầu tư đến tay người tiêu dùng. Theo quan sát của tôi thấy là hầu hết các dự án về bất động sản sẽ thông qua nhiều đường để mà họ phân phối cái sản phẩm của họ, nhưng kênh truyền thống vẫn thông qua các sàn giao dịch bất động sản. Trong đó có sàn giao dịch bất động sản trong và ngoài nước, tùy theo cái cấp sản phẩm hoặc là tùy theo cái phân khúc mà họ quan tâm. Thì tôi cho rằng là đến hiện tại thì ít có cái dự án mà họ tự đi bán lẻ một mình. Họ có thể phối hợp là từ một sàn giao dịch bất động sản và bản thân công ty họ cùng phối hợp với nhau. Như vậy nhằm mục đích là gì? Nhằm mục đích là đưa ra sản phẩm tới thị trường, đưa sâu sắc vào thị trường và người dân có cơ hội tiếp cận nhanh nhất. Trong cái nhu cầu của xã hội hiện nay thì các chủ đầu tư rất cần những cái đơn vị mà có những cái năng lực để mà làm sao hoạch định tư vấn chiến lược tung sản phẩm cho chủ đầu tư, để mà cái chủ đầu tư khi mà tung cái sản phẩm ra bán được thành công cái sản phẩm đó. Sau một thời gian dài thị trường bất động sản đóng băng, đã có không ít các sàn giao dịch bất động sản phải đóng cửa vì hoạt động yếu kém. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường đang dần có dấu hiệu hồi phục, vị trí của các đơn vị trung gian này ngày càng có vị trí quan trọng đối với cả chủ đầu tư và khách hàng. Trong thời gian qua thì không ít sàn giao dịch bất động sản gặp nhiều khó khăn trong cái việc kinh doanh khi mà thị trường bất động sản đang là phải đối đầu những cái mà chúng ta thấy hàng ngày báo chí cũng như đưa tin là thị trường đang đóng cứng. Tuy nhiên về lâu về dài thì đối với các nước trên thế giới thì các cái sàn giao dịch bất động sản luôn đóng vai trò quan trọng trong các cái thương vụ giao dịch về mua bán nhà ở, mua bán chuyển nhượng đầu tư. Thì như vậy thì tôi hy vọng rằng thì trong thời gian rất ngắn khi thị trường Việt Nam trưởng thành hơn, minh bạch hơn thì thị trường cái sàn giao dịch bất động sản là cái một cái một đóng một cái vai trò then chốt trong cái việc là tạo ra cái tính thanh khoản thị trường và đưa cho cái thị trường này nó được trong suốt hơn. Lãi suất cho vay đã hạ, không còn hạn chế đối với cho vay bất động sản, có thể coi là những tín hiệu sáng đối với thị trường bất động sản hiện nay. Vì thế, sự tham gia của các sàn giao dịch bất động sản trong thời gian tới, theo xu hướng chuyên nghiệp, sẽ góp phần làm minh bạch hóa thị trường, tránh được rủi ro và thiệt hại cho các bên giao dịch, từ đó làm lành mạnh hóa thị trường bất động sản.